Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đầu video xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Hiện tại thì em đang đứng ở Ngã Tư Nguyễn Đình Chiểu và đường Nguyễn Thiện Thực, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà góc 2 mặt tiền đang cho ngân hàng quân đội thuê. Đó là tòa nhà màu xanh này thưa cô chú anh chị, với diện tích ngang là 8m5, chiều dài là 9m5, diện tích công nhận là 75.6m2, với cái kết cấu là một trệt, 7 lầu, đang cho ngân hàng thuê là 200 triệu một tháng. Vị trí rất là đẹp, ngay góc ngã tư, dễ dàng nhận diện thương hiệu hoặc là mình mua về cho thuê giữ dòng tiền. Cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em để xem thêm giấy tờ cũng như là phương thức giao dịch cũng như là giá cả. Giá thì chủ đang rất là thiện chí bán, cô chú anh chị quan tâm hãy tham khảo. Xin chào và xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.